Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao quan chức thời nay không dám đột phá. Trước thực trạng tham nhũng ngày càng trầm trọng đến mức độ lũng đoạn nhà nước, vì thế nhu cầu cải cách chính trị, cải cách thể chế tại Việt Nam đòi hỏi phải có những nhân tố con người bước ra khỏi lề thói cũ với bước đi đột phá. Vì sao quan chức thời nay không dám đột phá là tựa đề bài phân tích của tiến sĩ Phạm Quý Thọ về vấn đề này. Thực trạng tha hóa quyền lực trầm trọng như một hậu quả của quan chức trong bộ máy đặc quyền đặc lợi, không phù hợp với quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Đảng Cộng sản Việt Nam đặt cược cải cách chính trị vào công tác cán bộ, trong đó cần có những cán bộ đột phá trong bối cảnh bế tắc về hoạch định, thực thi chính sách và bộ máy vận hành đang ở trong tình trạng trì trệ. Đây là hình ảnh các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Quốc hội ở Hà Nội hôm 20 tháng 7. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành kết luận số 14 về đề án xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đảng đã bật đèn xanh cho quan chức đột phá, nhưng đây sẽ là chính sách khó khả thi nếu nhìn nhận từ thực tế tha hóa quyền lực qua các thế hệ trong các tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường và chính sách cải cách hiện hành, trong đó chống tham nhũng chỉ giải quyết hậu quả. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2022, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin hai cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cùng ba cựu lãnh đạo cấp sở đã bị cơ quan điều tra của Bộ Công an khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Sau đó một ngày, Thanh tra Chính phủ kết luận về một loạt yếu kém, sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế từ công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật cho đến công tác quản lý, nhập khẩu thuốc men. Và vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra của Bộ Công an, điều đó cho thấy loạt cán bộ lãnh đạo tiếp theo sẽ bị trừng phạt. Một tâm lý lo sợ liệu có đến lượt mình hay không phải giải trình trước pháp luật khi chiến dịch chống tham nhũng không vùng cấm ngày càng căng thẳng bao trùm đến bộ máy vận hành, khiến nó trở nên trì trệ, trên nóng dưới lạnh. Tha hóa quyền lực của quan chức là một quá trình diễn ra đồng thời với chuyển đổi sang kinh tế thị trường, nhưng vẫn duy trì bộ máy đặc quyền đặc lợi không phù hợp, và hậu quả là những cán bộ lãnh đạo đầy khát vọng vì dân, vì nước tự chuyển hóa thành quan chức cơ hội, tham nhũng, xấu xa. Kết luận 14 nêu trên của Bộ Chính trị đã khiến ta liên tưởng đến thế hệ của các bậc công thần khai chế độ, trong đó có các lãnh đạo dám đột phá, điển hình như cố bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Kim Ngọc, được mệnh danh là cha đẻ của khoán hộ, tạo tiền đề cho chính sách đổi mới trong nông nghiệp, và cố bí thư tỉnh ủy Long An, ông Nguyễn Văn Chính, biệt danh là Chín Cần, được coi là phá rào, ngăn sông cấm chợ để cải thiện đời sống của người dân trong tỉnh, tạo tiền đề cho cơ chế một giá thị trường nói riêng và xóa bỏ cơ chế quản lý bao cấp nói chung. Đây là hình ảnh ông Chín Cần, tức là Nguyễn Văn Chính, nguyên bí thư tỉnh ủy Long An, tổng chỉ huy công trình bù giá vào lương ở Long An. Họ là những lãnh đạo liền trước và sau đại đổi mới năm 1986, những người có khát vọng được cách mạng thử thách và biết chuẩn bị một thế hệ kế tục trên con đường của mình. Những nỗ lực và sự hy sinh của họ được thúc đẩy vì lợi ích chung, vì người dân hay dân tộc, xuất phát từ tình yêu, tình đoàn kết hay những biểu hiện của lòng vị tha. Động cơ thúc đẩy này trong công cuộc giải phóng dân tộc và trong những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo đóng vai trò thiết yếu, đến mức mà những phẩm chất trên được coi là cao quý và họ đã xứng đáng với sự thừa nhận của xã hội và thường được ca ngợi bởi uy tín của mình. Loại động cơ thúc đẩy nêu trên vốn rất phù hợp với những nhóm nhỏ như gia đình, bạn bè, doanh nghiệp hay cộng đồng, xóm thôn. Xóm thôn nhờ hiểu biết về nhau, về sở thích hay mối quan hệ, sự thấu cảm và khả năng kiểm soát lẫn nhau, nhưng lại không thể chuyển sang phạm vi toàn xã hội hiện đại với nền kinh tế phức tạp và hệ thống thông tin liên lạc đại chúng.
Đây chắc chắn là lý do không ít người tiếc nuối cho bao giờ cho đến ngày xưa, khi họ phải tương tác với người lạ trong hoàn cảnh nhiều bất trắc mà họ chưa được trang bị đủ về kiến thức và kỹ năng. Hơn thế, ý thức hệ xã hội chủ nghĩa dựa trên nền tảng tập thể, sự chia sẻ và làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu và chủ nghĩa bình quân đã triệt tiêu động lực làm việc và vì thế mức sống nghèo nàn. Đây là hình ảnh cố bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Kim Ngọc, được mệnh danh là cha đẻ của Khoán Hộ, tạo tiền đề cho chính sách đổi mới trong nông nghiệp. Hệ quả là mọi người phải làm việc theo tiêu chuẩn, định mức, kế hoạch như một công cụ giám sát. Lúc này, sự cứng bức và nỗi sợ hãi là động cơ chính để người ta sản xuất ra cái gì đấy vì lợi ích của người khác. Chuyển nền kinh tế sang thị trường là bắt buộc để tránh sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa, như từng đã diễn ra tại Liên Xô và các nước Đông Âu từ thời gian 1989 đến năm 1991. Tuy nhiên, việc vẫn duy trì bộ máy đặc quyền đặc lợi, không có đối trọng chính trị và dựa trên sự giáo dục khiến giới lãnh đạo phải áp dụng tư tưởng thực dụng trong chính sách thử và sai. Trước hết, cho lĩnh vực kinh tế, một thế hệ kế tục sự nghiệp được lựa chọn này có thể tính từ thời cố Thủ tướng Phan Văn Khải, nhiệm kỳ 1997 cho đến năm 2006. Cầm quyền khi Liên Xô sụp đổ, họ đã nhận thấy lỗi hệ thống của mô hình Xô Viết, nhưng vẫn giữ được khí chất của kẻ sĩ, biết sử dụng ban nghiên cứu của Thủ tướng để mềm dẻo đưa các ý tưởng thị trường và chính sách của Đảng vào nỗ lực thể chế hóa trong Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai 1993, Luật Doanh nghiệp 1999, v.v. Thế hệ chuyển tiếp nêu trên đã có nhiều cống hiến cho cải cách thị trường. Họ nghiêng về kỹ trị hơn là chính trị. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phan Văn Khải, người dám sử dụng ban nghiên cứu của Thủ tướng để chế ý tưởng thị trường trong Hiến pháp năm 1992 vào Luật Đất đai năm 1993 và đặc biệt Luật Doanh nghiệp để huy động vốn tư nhân vào nền kinh tế Việt Nam và cổ phần hóa các doanh nghiệp của nhà nước. Có lẽ chính vì vậy họ thua ngay của những người liền mình trong nhiệm kỳ nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng điều hành chính phủ năm 2006-2016. Thế hệ thứ ba này được sản sinh bởi một chính sách thực dụng trong môi trường thiếu vắng cơ chế kiểm soát quyền lực và cần thiết và hiệu quả. Họ bị chỉ trích là những lãnh đạo quyết liệt đến mức có thể ngay lập tức giải thể ban nghiên cứu của Thủ tướng năm 1996 cho đến năm 2006, mặc dù hiểu mù mờ về kinh tế thị trường. Nói những cái lời có cánh về chủ nghĩa xã hội nhưng tự tha hóa mình về mặt con người. Họ cầm quyền vào thời điểm quyền lực rất nhiều màu, tăng trưởng nhanh và tích lũy tài sản cho cá nhân, gia đình và thân hữu để hình thành nên một tầng lớp thống trị hữu sản giàu có. Và về thực chất, đây là các quan chức tha hóa về quyền lực, biến chất thành những kẻ cơ hội chính trị. Hậu quả là sự tranh giành quyền lực đã xảy ra căng thẳng trong nội bộ, giữa đảng và chính phủ, giữa tổng bí thư và thủ tướng, v.v. Đặc điểm này bị chi phối bởi các chính sách cải cách hiện nay của đảng khi nhận định bộ phận quan chức trên là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Chiến dịch đốt lò, chống tham nhũng, tiêu cực, chỉnh đốn và xây dựng đảng dựa trên việc tập trung quyền lực vào đảng mạnh mẽ. Chính sách như vậy có xu hướng khôi phục mô hình chuyên chế hơn là thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chính trị theo hướng dân chủ. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính liệu có dám đột phá vào hệ thống chính trị hiện nay hay không? Bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội, giáo điều, các lãnh đạo của Đảng Việt Nam đã bỏ qua một tiên đề cơ bản về cách ứng xử của con người là bản năng thường hành động vì tư lợi. Động cơ này được thúc đẩy bởi thị trường, con người có thể trông chờ được trả công đầy đủ vì những gì mà họ cho là người khác, như một hiệu ứng phụ từ chính sách, sự ích kỷ của họ. Tuy nhiên, mãnh lực thị trường cũng khiến mặt trái của chủ nghĩa cơ hội phát tác. Vì vậy, vấn đề ở đây là quyền lực quan chức cần phải bị ràng buộc như thế nào để tham nhũng tiêu cực nằm trong vòng kiểm soát. Đó chính là chức năng cơ bản của thể chế. Rõ ràng, để quan chức dám đột phá, kết luận 14 của Bộ Chính trị mới chỉ là bật đèn xanh cho cơ chế giải tỏa phần nào sức ép tâm lý, sợ hãi bị trừng phạt. Nhưng để có những ý tưởng và hành động đột phá cần thiết thì phải có môi trường
nuôi dưỡng ý tưởng tự do, táo bạo và sáng tạo và tính tự chủ cho người dân nói chung và cho quan chức nói riêng, được thể chế hóa và thúc đẩy bởi động cơ thị trường, đồng thời với việc kiểm soát quyền lực có hiệu quả. Như cơ chế trách nhiệm, giải trình công vụ minh bạch, dân chủ và hơn thế là đối trọng chính trị. Bởi vậy, thiết nghĩ cần có một quyết định đột phá từ bên trên, từ trung ương, thay vì chỉ gợi ý cơ chế có điều kiện cho thử nghiệm ở cấp địa phương. Kính mời các bạn xem bản tin công nhân biểu tình liên tiếp và vai trò mờ nhạt của công đoàn. Kinh tế Việt Nam có thể nói đã được xây dựng trên sức của người dân làm thuê cho tư bản. Phần lớn là của nước ngoài, nhưng báo chí lại có rất ít thông tin về tình cảnh người lao động vất vả tại Việt Nam. Chỉ khi nào có một biến cố lớn như việc công nhân bỏ chạy về quê trong đại dịch Covid-19 hay đình công, chúng ta mới có chút ý niệm về hoàn cảnh khổ đau của họ. Tác giả Trần đã có bài bình luận về tình cảnh khó khăn của công nhân dẫn đến những cuộc đình công, biểu tình liên tiếp xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, công đoàn hầu như không có vai trò gì chủ động đối với quyền lợi của người công nhân, làm quá sức, lương quá ít. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, Bộ Luật Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 18-2021 về việc kéo dài thêm giờ làm việc. Đáng nói là quy định mới không phân biệt công việc bình thường và công việc nguy hiểm, độc hại. Đây là hình ảnh 5.000 công nhân giày da ở công ty Việt Glory ở Nghệ An đang đình công yêu cầu tăng lương. Trước đây, công nhân làm việc nguy hiểm, độc hại tối đa là 48 giờ một tuần, kể cả giờ làm đêm. Cho công việc bình thường, giờ tối đa kể cả giờ làm thêm là 64 giờ một tuần. Nay thì tất cả phải làm việc tới 72 giờ mỗi tuần, tăng giờ làm thêm trong tháng từ 40 giờ lên tới 72 giờ. Những quy định này vượt quá giới hạn mà Luật Lao động năm 2019 cho phép, được ghi ở chương 7.1. Cho tới nay, chưa thấy nhà nước sẽ hợp thức hóa những điều này như thế nào. Liệu người ta cứ im lặng coi những điều khoản trong Luật Lao động như không hề hiện hữu hay sao? Làm việc nhiều nhưng người công nhân được trả lương ra sao là câu hỏi được đặt ra. Lương tối thiểu vùng của họ từ năm 2020 đến nay không tăng, mặc dù giá sinh hoạt ngày một đắt đỏ. Có địa phương là vùng 4 chỉ đạt có 3.070.000 đồng trên mỗi tháng. Họ trông chờ vào khoản tiền lãnh thêm từ việc tăng ca để cải thiện đời sống, bất kể những thiệt hại về sức khỏe, gia đình, giáo dục, con cái. Nhưng quy định mới về tăng giờ làm việc thêm không có những điều khoản nào bù đắp những thiệt hại nêu trên. Ví dụ, không buộc các xí nghiệp phải nâng cao chất lượng các bữa ăn trong căng tin, phải thêm giờ nghỉ giữa ca hoặc tăng thêm ngày nghỉ phép hàng năm để người công nhân có thể phục hồi sức khỏe. Người lao động làm việc cật lực với tiền lương rất thấp, đến một lúc nào đó khi không thể chịu được nữa, họ đình công để đòi hỏi quyền lợi. Đó là điều đang xảy ra tại Nghệ An, Ninh Bình và rất nhiều nơi trong cả nước. Đây là hình ảnh công ty Việt Glory tổ chức đối thoại với người lao động dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương. Đình công nối tiếp đình công đang diễn ra tại huyện Diễn Châu thuộc tỉnh Nghệ An. Công ty Việt Glory bắt đầu hoạt động từ tháng 11 năm 2019, chuyên sản xuất giày dép với công suất tới 25 triệu đôi mỗi năm. Đây là công ty thuộc tập đoàn Đại Lợi Phổ, chủ là người Đài Loan với quy mô 5.000 công nhân, dự kiến sẽ tăng gấp đôi. Lương căn bản cho công nhân hiện nay là 3.670.000 đồng. Cuộc đình công lần đầu tiên diễn ra vào ngày 16 tháng 2 năm 2021 sau khi những kiến nghị của công nhân không được đáp ứng. Cụ thể là tăng lương căn bản, thêm phụ cấp, đốc công người nước ngoài không được mắng chửi công nhân. Bảng lương phải rõ ràng các tiết mục, không được ép công nhân làm thêm ngoài giờ. Cuộc đình công lần thứ hai thì bắt đầu từ ngày 7 tháng 2 năm 2022 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Nguyên nhân chính vẫn là tiền lương cơ bản quá thấp, không đủ cho chủ nhân đáp ứng tương xứng từ lần đình công lần thứ nhất. Ngoài ra, công nhân cũng đòi hỏi trả thêm cho các trợ cấp khác. Tôi và mọi người làm việc ở đây gần 3 năm rồi, nhưng không có tiền phụ cấp
lương cơ bản chỉ được có 3 triệu 600 ngàn đồng. Làm quần quật cả tháng, làm thêm giờ, làm cả ngày chủ nhật thì hết tháng chỉ nhận được có hơn 6 triệu đồng, không đủ chi phí cho cuộc sống. Trong khi đó, bảng lương thì công nhân công ty trả không rõ ràng, các khoản phụ cấp thì bị trừ vô lý nên công nhân chúng tôi mới nghỉ việc tập thể thì yêu cầu giải quyết rõ ràng. Công nhân tên là L chia sẻ trong những đầu nghỉ việc theo một trang tin tức tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ban lãnh đạo công ty Việt Glory buộc phải nhượng bộ công nhân sau một tuần đình công. Đến nay, tới ngày bài viết này, 13 tháng 2, sau nhiều thương lượng rằng co, có tin chủ nhân đã có văn bản đồng ý giải quyết các đòi hỏi của công nhân, kể cả việc tăng lương cơ bản hàng tháng thêm 6%. Tuy nhiên, chưa rõ công nhân có đồng ý trở lại làm việc hay không. Đình công ở Nghệ An chưa tới hồi kết thúc, thì ngày 11 tháng 2 năm 2022 lại xảy ra đình công ở Ninh Bình, tại công ty Việt Energy, chuyên sản xuất giày da cũng thuộc tập đoàn của Đại Lợi Phổ. 5.000 công nhân kiến nghị giải quyết 21 vấn đề, trong đó có khoản cấm phụ nữ không được mang bầu trong 2 năm đầu tiên, trừ phụ cấp xăng khi công nhân nghỉ phép. Tới nay, kết quả thương lượng là có 11 trên 21 nội dung công ty có câu trả lời. Đối với việc tăng tiền ăn, tăng phụ cấp xăng, chuyên cần, độc hại, nặng nhọc, sản lượng, công ty Việt Energy hứa sẽ xem xét sau. Vai trò mờ nhạt của công đoàn. Theo pháp luật Việt Nam, các cuộc đình công ở Nghệ An và Ninh Bình đều là không đúng trình tự quy định của pháp luật, là vì tự phát, không có sự tổ chức hay lèo lái của công đoàn. Đây là hình ảnh các đại hội công đoàn luôn được tổ chức hoành tráng, tuy nhiên ít khi công đoàn tham gia trực tiếp đòi hỏi quyền lợi cho người lao động. Nhưng thực tế, công đoàn có khả năng tổ chức công nhân đình công hay không là câu hỏi được đặt ra. Trong quan hệ lao động giữa chủ và người làm công thì công đoàn chủ trương quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Có định nghĩa là không đấu tranh quyết liệt, không để đình công xảy ra để các dây chuyền sản xuất không bị ngừng trệ. Hài hòa do đó cũng có nhiều khi đồng nghĩa với nhượng bộ, thỏa hiệp với chủ nhân, xung khắc với bổn phận bảo vệ quyền lợi của người lao động. Chủ trương này bắt nguồn từ chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi nhà nước muốn ưu đãi những nhà đầu tư bỏ tiền kinh doanh sản xuất ở Việt Nam, đã giảm thiểu chi phí sản xuất cho họ bằng cách kiềm chế giữ tiền lương công nhân ở mức rất thấp, thì trọng tâm của công đoàn không phải là đấu tranh để tăng lương, mà là hoạt động mang tính từ thiện như quà, tiền hỗ trợ các công nhân khi gặp khó khăn. Trong khi đó, việc làm không phải là vấn đề chính yếu, bởi phần lớn các xí nghiệp đều cần nhiều công nhân sau khi công nhân bỏ xí nghiệp, tháo chạy về quê trong nạn Covid-19. Vấn đề cốt lõi của người lao động là tiền lương quá thấp, không được đề cập tới. Trở lại các cuộc đình công ở Việt Glory hay ở Việt Energy, điểm chung là công đoàn chỉ xuất hiện sau khi đình công đã xảy ra. Đây là hình ảnh trong thời tiết mưa phùn giá rét, gần 5.000 công nhân thuộc công ty Việt Glory tại thành phố Ninh Bình vẫn tiếp tục đình công. Mặc dù công đoàn cơ sở đã được thành lập, song cán bộ công đoàn cơ sở hoặc không nắm được tâm tư nguyện vọng của công nhân để giải quyết tận gốc trước khi nổ ra đình công, hoặc lại đứng về quan điểm của chủ nhân để cho rằng công nhân cần phải thông cảm, đồng hành với chủ xí nghiệp. Những ngày đầu của cuộc đình công, chủ nhân nói chuyện trực tiếp với đám đông công nhân bởi họ không có đại diện chính thức. Việc đàm phán này khá rắc rối khi hàng nghìn công nhân ngừng việc, không có tổ chức, mỗi người mỗi ý nên rất khó để có một cuộc đối thoại bài bản. Và kết luận được rút ra sau vụ việc này là như thế nào? Tiền lương tại Việt Nam thì quá thấp là nguyên nhân chính của mọi vấn đề. Hội đồng tiền lương của nhà nước cần ấn định lại mức lương tối thiểu vùng, phải nâng cao đến mức để công nhân có thể duy trì được cuộc sống, bởi các doanh nghiệp dựa vào đó để có thể trả lương cho công nhân. Người lao động cần có khả năng nhạy bén, nắm bắt được những bức xúc của chính mình để có thể thương lượng sớm với chủ nhân trước khi nổ ra đình công. Công đoàn cơ sở với những hạn chế về chính sách tới nay đã không đáp ứng được nhu cầu này. Có tổ chức đại diện, việc thương thảo sẽ không phải diễn ra giữa chủ nhân và đám đông công nhân như trường hợp của Việt Glory. Trên nguyên tắc, nhà nước Việt Nam đã sửa đổi luật lao động cho phép thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, tới nay đã hơn một năm nhưng nhà nước Việt Nam thì vẫn không cấp giấy phép hoạt động
cho bất cứ tổ chức nào. Và cứ như thế, người lao động Việt Nam đã bị chủ bóc lột bằng